Xin chào tất cả mọi người. Hi Event Body. Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Ngày này thì thực ra có rất nhiều cái kỷ niệm. Đầu tiên đó là ngày nó dối 1 tháng 4. Ngày cá tháng 4. Tiếp theo là ngày hôm nay là ngày mất của ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mọi người tôi rất là ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay thì ở Việt Nam toàn cầu nó có một cái vấn đề quan tâm rất lớn hơn rất là nhiều. Đấy là thời điểm đang bùng nổ dịch Covid ở khắp nơi trên thế giới. Và ngày hôm nay là chính phủ Việt Nam đưa ra thông báo là cách ly toàn xã hội, mọi người làm việc tại nhà, nhà nào ở yên nhà đấy, người ở đồng nào ở yên vùng đấy, không di chuyển, tránh sự lây lan chéo cho cộng đồng. Các doanh nghiệp thì có thể là làm việc tại nhà hoặc là luân phiên. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc tại nhà. Làm việc tại nhà thì nó cũng đơn giản thôi. Đây có một cái máy tính này rồi, laptop này rồi, máy in này rồi, bàn làm việc này rồi. Tất cả mọi việc thông qua email là ok, cho các kết nối internet thì mọi việc nó có thể giải quyết được. Và khuyến cáo khi mọi người khi ra ngoài thì thực sự cần thiết phải ra ngoài. Và không thể quên hai cái vật dụng. Đầu tiên đấy là cái khẩu trang. Hai đây là cái nước tay. Hôm nay là trẻ con đi học nên là con trai ở nhà. Xin chào tất cả mọi người. Bình thường thì đi làm thì tôi hay uống cà phê buổi sáng. Nhưng mà hôm nay thì các bạn biết đấy là tất cả các cái quán cà phê đóng hết cửa rồi. Không lẽ thì mình lại để nhịn cà phê sao? Nên hôm nay là tôi định tôi sẽ pha cà phê tại nhà. Cà phê thì có nhiều cách để uống cà phê. Ví dụ bình thường không thì có thể dùng cà phê, đây các bạn thấy cà phê đây, cà phê hòa tan. Rất đơn giản, chỉ cần bóc ra này, cho vào cốc, cho nước sôi vào, thế là khuấy lên, uống thôi. Nhưng mà tôi thì hôm nay tôi thích cà phê phin. Tôi sẽ pha cà phê phin tại nhà. Để pha cà phê phin thì đầu tiên không thể thiếu được các bạn. Thứ nhất là phải có cái phin để pha cà phê. Thì cà phê thì có cấu tạo là một cái nắp, cái ly. Trong này có một cái để chắn giữa lớp nước và lớp cà phê để khi mà đưa nước vào nó không bị quấy lớp cà phê lên. Đấy, đơn giản thế này thôi, cái phin cà phê thế này. Cà phê này, cái phin này thì có thể pha được tầm cho 4 người uống cũng được. 4 người uống, có thể 4 người uống pha cà phê này. Hay là cốc thì cà phê. Không thể thiếu được, đây là cà phê. Chào bố tiếp con nhá. Đây là cà phê thì hôm nay tôi sẽ dùng cái cà phê hai lần. Mấy hôm trước thì dùng cà phê của Trung Nguyên. Mấy cà phê của Trung Nguyên thì hôm nay đã hết rồi. Hôm nay ta sẽ pha cà phê hai lần. Hai lần coffee. Cà phê này uống rất hay các bạn. Đây có uống dở được, hai có dở này. Tôi hay uống đường. Đen đường, đen đá, đen đường. Nếu các bạn này uống sữa thì có thể cho vào đây sữa vào đây trước khi cho nó lúc nóng vào cho nó ấm. Bình thường của tôi sẽ cho gần lấy được. Uống đường nhiều có thể gây tăng cân nhưng mà uống đường ít thì nó hợp lý. Phải cất nhiều đi. Sau khi có đường rồi ta sẽ để cái này vào cốc cà phê vào. Cà phê họ thiết kế cái gói rất là hay, là có cái kẹp này làm cho nó khi quá trình mà mình uống nó chưa hết thì tôi sẽ lấy cái thìa, mình sẽ lấy cái thìa mình múc vào, sau cái này kẹp lại trong khi dùng xong thì các bạn bỏ cái này cho các bạn, bỏ cái này cho. Đây, tôi sẽ cho muỗng cà phê này. Thêm một chút, tôi cũng hơi đậm một chút. Ok. Ok. Cà phê nó phải kín thì nó mới có tránh bị mất mùi các bạn ạ. Và đậm kỹ vào.
Ok, chọn chất thơm, vị của cà phê chất thơm. Cái này là công đoạn rất quyết định việc cà phê mình pha vào nó có ổn hay không. Đây các bạn nhìn này, tôi sẽ cho các chơi là cà phê này nó sốt thì việc đầu tiên đấy là các bạn để sàn cho nó phẳng cái cà phê này ra. Đây là nước sôi, nước sôi để cho cái kích nước này. Các bạn rót một chút thôi nhé, một chút ra cái này. Đây mình sẽ dưới một cái lớp nước nóng lên trên bề mặt của cà phê cho nó ngấm dần dần ra cái từ từ thôi, ngấm dần dần vào để cho nó tránh trường hợp nó bị đấy, vào trong này. Các bạn sẽ cho cái này vào, cho cái này vào để ép lên trên, ép lên trên bề mặt cà phê thật chặt xuống để cho các cà phê này bị nén vào. Thì khi mình rót nước nóng vào nó sẽ không bị chảy quá nhanh. Để cho nó nóng vào từ từ. Ok, có vẻ là hơi bị nhanh các bạn. Ra cà phê nó chuẩn thì sẽ chậm hơn một chút. Đấy các bạn có thấy cà phê nó đang dậy đây. Đẩy cái nắp vào, đẩy nắp vào cho nó nước nó nóng chín. Đây cà phê nó đang rất là mùi rất thơm. Khi cà phê nó cho vào nước nóng để mùi rất thơm các bạn. À, ta chờ đấy. Tôi có thói quen uống cà phê từ cái thời kỳ còn bé, khi mà bố tôi đi công tác về hay mang cà phê rang xay về, bố con tự rang và tự xay ra uống cà phê. Đấy cũng thời kỳ cái đây tầm hơn 30 năm, 30 40 năm rồi. Nó rất là hàng hóa rất khan hiếm. Về sau này khi mà đi làm sinh viên ở Hà Nội thì các quán cà phê tôi hay đi uống cà phê, thưởng thức cà phê pha phin ở Hà Nội. Nói chung là nghiện cà phê. Nói về cà phê thì có một hiện tượng gần đây rất là nổi tiếng, đó là anh Đặng Lê Nguyên Vũ, anh nói về cà phê là yêu nước. Các bạn đảm về chuyện này một chút. Từ ban đầu thì có nghĩa như có vẻ như anh ấy đang muốn nói về vấn đề là uống cà phê của anh ấy là yêu nước để khích lệ những người nắng cà phê, nhưng mà nghĩ sâu cái xa ra thì cũng có lý của nó. Thông thường một ly cà phê đen này, thời điểm hiện tại năm 2020 ở trên Hà Nội thì cái giá phổ biến của nó, nếu mà loại vỉa hè là tầm 15.000 một ly, các loại quán trung cấp tầm 20.000 một ly đen nhé. Còn các cái quán mà tùy theo không gian nó sang trọng hay là các dịch vụ gia tăng thì có lên đến 70.000-80.000 trên 100.000 một ly, nhưng về cơ bản thì tầm 20-30.000 một ly là cái giá trị thật của nó, phải chấp nhận được. Thì tại sao nó lại yêu nước? Thứ nhất ý, cái cà phê này giá trị dù rất là bé, chỉ 20-30.000 một ly cho một người, thì cái lợi ích của người ta mang lại, thứ nhất là cà phê thì rất nhiều các tạp chí nó nói về lợi ích của cà phê về sức khỏe, chẳng hạn như là tiêu mỡ, rồi kích thích trí tuệ, rồi tạo sự minh mẫn hoặc bắt kích thích trong các cái sự phát triển của não bộ. Còn về khía cạnh về kinh tế thì nó thực sự mang lại giá trị kinh tế rất là to lớn. Thứ nhất là nó là ở Việt Nam, là cái vùng đất Ba Gian Tây Nguyên ấy là đất rất phù hợp mà người Pháp họ đã tìm ra cái phần thổ nhưỡng ấy để trồng được các cây cà phê, cà cao rất là tốt. Và hiện tại bây giờ nó là cái nguồn làm kinh tế chính của cái vùng Tây Nguyên, vốn dĩ là nó rất khó khăn. Một ly cà phê khi bạn uống ở trong cái không ở quán cà phê chẳng hạn đi, thì đầu tiên là cái chủ quán ấy có lợi nhuận, thứ hai là các nhân viên phục vụ của cái quán ấy người ta có thu nhập, tức là đã tạo ra việc làm. Tiếp đến là cái người trồng cà phê bán được cà phê thì sẽ có sinh ra lợi kinh tế tốt, rồi là những người phục vụ cho nhóm ngành cà phê thì phân bón rồi nhân công hái lượm. Và tiếp theo đấy nữa là
khâu vận chuyển, chẳng hạn như là doanh nghiệp vận tải người ta vận chuyển phân phối cà phê, rồi các người lái xe làm công tác vận tải đấy, rồi các chuỗi cung ứng trung gian, hạn siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, tất tần tật đều cung ứng cho cái chuỗi cà phê này. Chưa kể là sau này bây giờ Việt Nam rất nhiều doanh nghiệp nó phát triển bán cà phê khắp toàn cầu, và thực thật cà phê Việt Nam rất ngon. Tôi có cơ hội làm việc với các khách hàng người Nhật Bản và người Hàn Quốc, các người châu Âu, thì họ đánh giá hương vị cà phê Việt Nam rất là đậm đà và đặc trưng riêng của nó. Cái thực sự uống cà phê của Hàn Quốc tôi thấy nó không hợp, nó rất nhạt, không có vị. Đây các bạn, uống cà phê này uống được. Hôm nay làm việc ở nhà, tự thưởng thức cà phê ở nhà, ở đâu là in đấy, đang là yêu nước rồi. Đây các bạn, đây còn một chút nước nữa, đây xong rồi, để ra ngoài. Cà phê thì các bạn phải hết sức cẩn thận, ở quán ấy thì họ pha sẵn cho mình rồi, nhưng mà ở nhà họ mình pha ấy thì cà phê này nó hơi liquid một chút, đồ đoạn và các cái phụ kiện đi kèm theo nó hơi liquid. Và đặc biệt thì cái cà phê này các bạn này, nếu nó dây ra quần áo thì coi như bỏ, nhất là quần áo màu, bởi vì là nó mùi cái màu nó rất là bám. Mùi cà phê này rất là khó tẩy, có khi tẩy được thì hỏng mất quần áo của mình, nên tốt nhất là hãy rất cẩn thận. Lại tôi cho đường thì bây giờ phải khuấy lên cái, khuấy lên cho nó tan ra, rất thơm. Cô có thử miếng không? Dạ. Cô có thử miếng không? Con sẽ thử. Ừ, ra đây thử. Vâng. Ừ. Rất thơm các bạn. Uống cà phê thì các bạn phải nhớ là có cái này, một cốc nước lọc thật lớn. Cái cà phê nó rất đậm đà. Cho con uống nước tiếp đi. Tôi sẽ thưởng thức cà phê. Rất thơm, rất thơm miệng. Con trai nó thích cà phê từ bé này. Sao nó lại nghiện cà phê trong bụng? Hơi đắng. À đắng. Đắng là cái kết tinh của cái hạt cà phê này. Người ta sẽ nghiện vì cái vị đắng đấy. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả, ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.